buổi sáng tất cả mọi người, mình sẽ lại bắt đầu với thông tin tình hình dịch Covid sáng ngày hôm nay ngày 9 tháng 8. Thì xã An Thuận, huyện Thành Phú phát đi thông báo khẩn tìm người tiếp xúc với F0 có lịch trình di chuyển như sau. Thì ngày 25 tháng 7, anh HTH và chị HTT là hai vợ chồng cùng sinh năm 1989, có hộ khẩu thường trú tại ấp An Ninh B, xã An Thuận. Thì hai vợ chồng từ Thành phố Hồ Chí Minh về đến xã An Thuận khoảng 1 giờ rưỡi trưa. Đoạn HL 27 gần ngã ba thuộc ấp An Điền thì gặp ông bà nội chở con trai anh H đến, đồng thời giao cho hai vợ chồng anh trở về chòi nuôi tôm ở ấp An Hòa, xã An Nhơn nhằm để cách ly y tế tại đây. Thì ngày 4 tháng 8, chị T có biểu hiện sốt ho, kêu anh H đi mua thuốc tại tiệm thuốc Tây gần bưu điện xã An Quy. Có lên chợ Dùng ớt thuộc xã An Thuận để mua hẹ và tương sai về ăn. Thì ngày 6 tháng 8, hai vợ chồng cùng đứa con có đến trạm y tế An Nhơn và được trưởng trạm cấp giấy xác nhận là hoàn thành thời gian cách ly tại nhà. Thì đến 14 giờ cùng ngày, hai vợ chồng cùng đứa con đến Ủy ban nhân dân xã An Thuận để xin giấy đi test. Kết quả test nhanh là và xét nghiệm PCR cả ba đều dương tính. Thì hiện tại thì xã An Thuận đã truy vết được 3 F1, 11 F2 và đang tiếp tục truy vết. Thì ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã An Thuận xin thông báo tất cả bà con, những ai có tiếp xúc với 3 người nêu trên trong khoảng thời gian từ ngày 25 tháng 7 đến ngày 6 tháng 8 và lịch trình di chuyển đã nêu trên thì hãy nhanh chóng đến trạm y tế gần nhất để khai báo và hướng dẫn công tác phòng chống dịch COVID-19. Qua sự việc của anh Thắc và chị T, mọi người phải luôn luôn cẩn thận sức khỏe của mình cũng như là của người thân. Khi phải từ địa phương khác về và cách ly y tế tại nhà, cũng không nên tiếp xúc với người thân giống như là vừa rồi là ở chung với con của mình, và cũng không được ở chung với người lớn tuổi như cha mẹ, ông bà có bệnh lý nền tiềm ẩn nguy hiểm. Thì đó là mình giữ sức khỏe của mình cũng như là giữ sức khỏe cho người thân của mình. Và để sắp tới đây Bến Tre sẽ có đợt tiêm chủng tại Bến Tre, thì mọi người cần lưu ý một số điều sau đây trước và sau khi tiêm chủng. Thì điều thứ nhất, trước khi đi tiêm chủng là phải chuẩn bị thông tin giấy tờ chứng minh được độ tuổi và công việc của mình để chứng minh là bạn đến lượt và quyền ưu tiên được tiêm vaccine COVID. Khai báo các thông tin cá nhân trên ứng dụng sổ điện tử và khi có yêu cầu của cơ quan chức năng. Khi có yêu cầu mình sẽ khai báo trên ứng dụng điện tử. Thì điều thứ hai là chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ liên quan đến sức khỏe của mình. Nếu bạn đang tiềm ẩn một số bệnh như là tim mạch, đái tháo đường, bệnh thận mạng, béo phì, dị ứng thuốc, thì cần xuất trình bằng chứng là bạn có bệnh lý đó và tư vấn bác sĩ trước khi tiêm. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba là tránh dùng steroid trước khi tiêm. Các chuyên gia y tế khuyến cáo tránh dùng steroid một tuần trước khi tiêm chủng. Các steroid như là pimistum và các desmosum thường dùng trong điều trị viêm khớp dạng thấp và bệnh lý tự miễn khác. Thì không nên dùng steroid một tuần trước, hiện tại và sau khi tiêm chủng, vì steroid ức chế mạnh quá trình viêm và làm suy giảm miễn dịch của cơ thể, dẫn đến giảm đáp ứng đối với vaccine COVID-19. Thì bạn cần thông báo về kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho bác sĩ điều trị bệnh của mình. Nếu đang sử dụng thuốc steroid, bác sĩ có thể kê toa những thuốc có tác dụng tương tự nhưng không làm ức chế miễn dịch cơ thể. Đó là điều thứ ba. Điều thứ tư là bạn phải đi tiêm đúng giờ, đúng hẹn và tuân thủ thực hiện 5K tại điểm tiêm chủng. Thì đến chính xác địa điểm và đúng giờ, tránh bị chậm trễ và ùn tắc trong đám đông. Điều này đặc biệt quan trọng khi các địa điểm tiêm chủng mở cửa hàng loạt. Bạn cần phải quan sát những người đi tiêm nhằm giữ khoảng cách tối thiểu và khuyến cáo thực hiện đúng 5K. Đó là điều thứ tư. Và điều thứ năm là không dùng thuốc giảm đau trước khi tiêm. Thì các chuyên gia khuyên là không nên dùng các loại thuốc giảm đau không kê đơn như là ibuprofen hay là nonsteroid ngay trước khi tiêm vaccine COVID-19, vì chúng có thể làm giảm hiệu quả của vaccine. Ibuprofen là một loại thuốc chống viêm, sẽ ngăn cản nỗ lực của vaccine trong việc huấn luyện hệ thống miễn dịch của bạn và phản ứng với virus bằng cách làm tăng tình trạng viêm trong cơ thể. Nếu có các phản ứng phụ sau khi tiêm như là đau cánh tay, ớn lạnh và đau cơ, đó là hệ thống miễn dịch đang được học cách tạo ra các kháng thể chống lại virus. Thì đó là điều thứ 5. Điều thứ 6 là phải bù nước cho cơ thể. Nước không chỉ quan trọng đối với sức khỏe hàng ngày mà còn có thể kiểm soát được, thậm chí là ngăn ngừa sự khó chịu do vaccine COVID-19 gây ra.
đó là điều thứ 6. Điều thứ 7 là không uống rượu bia vào ngày tiêm chủng. Không chỉ có vậy, trong thời kỳ đại dịch, các chuyên gia khuyến cáo tránh uống rượu bia để tối ưu hóa sức khỏe, giữ gìn sức khỏe tốt nhất, giúp hệ thống miễn dịch của bạn ở trạng thái tốt nhất để giúp chống lại virus nếu bạn bị phơi nhiễm, hoặc là giúp tạo ra kháng thể chống virus khi bạn tiêm chủng. Đó là điều thứ 7. Điều thứ 8 là mặc quần áo thích hợp, trang phục phù hợp để tiến hành tiêm chủng thuận lợi, dễ dàng tiếp cận vùng da trên cánh tay của bạn. Đó là điều thứ 8. Điều thứ 9 là nên tiêm vào cánh tay không thuận, phòng trường hợp bạn bị đau ở nơi tiêm và khó khăn khi cử động cánh tay. Cánh tay thuận giúp bạn có thể thực hiện các hoạt động hàng ngày. Đó là điều thứ 9. Và điều cuối cùng là phải chủ động tìm hiểu rõ các thông tin về phản ứng phụ của vaccine trước khi tiêm. Sau khi tiêm vaccine phải đợi ít nhất 30 phút xem có phản ứng hay gặp các tác dụng phụ nghiêm trọng nào, và sau khi tiêm hay không. Thì nếu có bất cứ triệu chứng nào phát sinh, bạn phải báo ngay cho bác sĩ nơi tiêm. Bạn cần lưu giữ giấy xác nhận tiêm vaccine phòng Covid-19. Không nên lái xe ngay sau khi tiêm vaccine để phòng những trường hợp là tình huống bất ngờ. Cập nhật ứng dụng sổ sức khỏe điện tử các phản ứng sau khi tiêm gặp phải nếu có. Không bôi đắp thuốc hoặc là bất kỳ những cái gì lên vết tiêm. Ghi nhớ tên, địa chỉ, số điện thoại của bác sĩ và theo dõi cơ sở y tế cần liên hệ trong trường hợp khẩn cấp. Đó là 10 điều cần lưu ý trước và sau khi tiêm chủng. Bạn cần phải lưu ý và nhớ nếu bạn có đăng ký tiêm chủng trong thời gian tới tại Bến Tre. Và thông tin cuối cùng cho buổi sáng ngày hôm nay chính là số ca dương tính được ghi nhận tại Bến Tre sáng ngày hôm nay ngày 9 tháng 8. Thì tính từ 6 giờ chiều ngày hôm qua đến 6 giờ sáng ngày hôm nay ngày 9 tháng 8, Bến Tre phát hiện thêm 22 ca dương tính mới tại các huyện như sau. Ba Tri là 16 ca, là bao gồm là Tân Thủy 7 ca ở Tân Phước, An Phú Trung 5 ca ở An Thuận, An Bình Tây 2 ca ở An Lợi và thị trấn 2 ca ở khu phố 2 và khu phố 4. Bình Đại 5 ca ở ấp 1 xã Bình Thắng, Dòng Trơm 1 ca ở Phong Phú xã Phong Nẫm. Tất cả đều phát hiện trong khu cách ly và phong tỏa. Tính đến sáng ngày hôm nay ngày 9 tháng 8, Bến Tre có 1.135 ca mắc Covid-19. Số ca tử vong vẫn là 17 ca và số ca ra viện là 330 ca. Bạn nào cảm thấy video hôm nay hữu ích và muốn truyền đạt những cái thông tin trước và sau khi tiêm cho mọi người, hãy giúp mình chia sẻ video này trên Facebook hoặc là gửi trong message tin nhắn cá nhân. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong bản tin tiếp theo.